Phan Mạnh Quỳnh, từ người nhà quê viết nhạc đến cỗ máy tạo hit, hôn nhân viên mãn bên vợ hot girl. Phan Mạnh Quỳnh trở thành hiện tượng sau ca khúc Vợ Người Ta. Phan Mạnh Quỳnh là một chàng ca sĩ nhạc sĩ chiến ích tài năng, sáng tác của anh mang giai điệu mộc mạc, thấm đượm tính nhân văn. Yêu thích sáng tác từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, những bài hit cộp mắt Phan Mạnh Quỳnh như Người Yêu Cũ, Khởi Mì, Mình Từng Yêu Nhau, Miu Lê, Anh Thế Giới Và Em, Hương Tràm được lan tỏa rộng rãi, nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa tìm được chỗ đứng trong showbiz. Anh đã buồn chán và về quê. Trong một lần đi dự đám cưới của bạn, anh đã cho ra ca khúc ngẫu hứng Vợ Người Ta và không ngờ lại được công chúng đón nhận mạnh mẽ. Ngay sau đó, nam ca sĩ ngay lập tức trở thành gương mặt hot của showbiz Việt. Dù vậy, vẫn có người chê nhạc của anh, chẳng khác gì nhạc chợ, lời ca sến sẩm. Hành trình gỡ mác người nhà quê viết nhạc đến nhạc sĩ được săn đón. Nhạc sĩ chiến ích đến với chương trình Sing My Song với ý định, khán giả sẽ nhìn nhận một Phan Mạnh Quỳnh khác, có những tâm sự và câu chuyện khác, màu âm nhạc phong phú hơn, đồng thời gần gũi với quý vị. Ngay tại vòng đầu tiên với ca khúc Nơi Con Tim Thuộc Về, chàng trai xứ Nghệ đã cho các giám khảo khó tính cũng phải gật gù. Càng đi sau, Phan Mạnh Quỳnh lại càng chứng tỏ nỗ lực đổi mới của mình hơn. Anh luôn nhận được những lời khen ngợi từ phía giám khảo cũng như hội đồng chuyên môn qua từng vòng thi với những ca khúc có chiều sâu và nhiều ý nghĩa làm lay động trái tim của người nghe như Hồi Ức, Có Chàng Trai Viết Lên Cây. Hà Anh Tuấn cũng từng thừa nhận rằng ban đầu anh không mê nổi nhạc Phan Mạnh Quỳnh, nhưng sau đó càng nghe càng ngấm. Ca sĩ ưu ái gọi đàn em là Viên Ngọc Quý. Sự thành công sau chương trình Sing My Song đã giúp cho Phan Mạnh Quỳnh được khán giả yêu mến hơn. Tuy nhiên dần dần anh cũng mất đi sức sáng tạo và quyết định ở ẩn. Đến cuối năm 2017, Phan Mạnh Quỳnh tái xuất với bài hát Yêu Nhau Nửa Ngày. Người khác với giai điệu dance sôi động nhưng không làm mất bản sắc đặc trưng trong lối sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh. Điều này lại một lần nữa khẳng định vị trí của Phan Mạnh Quỳnh vẫn luôn được săn đón và thậm chí là được chú ý nhiều hơn trước. Phan Mạnh Quỳnh được gắn với danh hiệu Ông Hoàng Nhạc Phim. Năm 2018, ca khúc Ngày Chưa Giông Bão ra đời và trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của anh cùng ca sĩ Bùi Lan Hương khi được chọn làm bài hát chủ đề của bộ phim Người Bất Tử. Tới năm 2019, tác phẩm Có Chàng Trai Viết Lên Cây của Phan Mạnh Quỳnh được đạo diễn nổi tiếng Victor Vũ lựa chọn trở thành nhạc phim trong tác phẩm đình đám Mắt Biếc. Vào đầu năm 2020, anh nhận được 2 giải thưởng Làn Sóng Xanh 2019 tại các hạng mục ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất và top 10 ca khúc được yêu thích nhất. Tháng 3 năm 2020, Phan Mạnh Quỳnh nhận được giải thưởng Cống Hiến với hạng mục Nhạc sĩ của năm. Phan Mạnh Quỳnh và chuyện tình đẹp với Khánh Vy. Gặp nhau lần đầu vào năm 2015 cũng là lần mà Phan Mạnh Quỳnh nhận ra mình đã trúng tiếng sét ái tình với người con gái đối diện. Phan Mạnh Quỳnh cho biết ban đầu anh và vợ có duyên gặp gỡ thông qua công việc, sau đó cả hai trò chuyện bằng tin nhắn và hẹn gặp riêng. Tuy nhiên trong cuộc hẹn đầu tiên, Phan Mạnh Quỳnh tự nhận mình khá vụng về khi liên tục gặp các sự cố khiến Khánh Vy phải đợi đến 2 tiếng. May mắn là Khánh Vy vẫn cho Phan Mạnh Quỳnh cơ hội, anh làm quen và dần chinh phục được đối phương, một cô gái xinh đẹp, cởi mở, cá tính và mạnh mẽ. Trong mắt nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, Khánh Vy là một cô gái xinh đẹp, tình cảm và sâu sắc nhưng cũng rất nhoi. Về phần Khánh Vy, cô nhận xét nửa kia là người khá hiền lành, chân thành và tình cảm. Tháng 9 năm 2018, Phan Mạnh Quỳnh đã tổ chức một buổi cầu hôn lãng mạn với bạn gái hot girl trên biển với sự chứng kiến của những người bạn thân thiết. Cách chặn đứng trà xanh của cặp đôi Khánh Vy Phan Mạnh Quỳnh. Được biết, Khánh Vy từng là người mẫu diễn viên nên hay đóng cặp với người này người kia và Phan Mạnh Quỳnh tỏ ra ghen tuông tra hỏi đóng với ai, có con trai không. Cô chia sẻ, lúc đó mình cũng có suy nghĩ, kiểu như mình lựa chọn tình yêu ấy, mọi người. Với cả không đóng phim thì mình cũng có thể làm công việc khác, buôn bán này kia như bây giờ, nên mình chọn nghỉ việc để bảo vệ hạnh phúc được trọn vẹn hơn. Trong quá trình ghen, hai đứa quyết định Vy chỉ đóng cho Quỳnh, Quỳnh cũng chỉ đóng với Vy. Thế nhưng anh Quỳnh lại phá luật, có một MV đóng cùng với cô gái khác, xong Vy cũng giận này kia và anh Quỳnh hiểu, từ đó đến giờ chỉ đóng với Vy thôi, đó như một dao kèo của hai đứa rồi. Kể cả Phan Mạnh Quỳnh, anh cũng hy sinh vì hạnh phúc gia đình, không làm cho vợ ghen tuông lo lắng. Nếu trong MV mà có xuất hiện đôi nam nữ, Quỳnh sẽ thuê người khác đóng. Cả hai đều hướng đến mục tiêu chung là giữ gìn hạnh phúc gia đình. Vậy nên mỗi người đều học cách nghĩ cho nửa kia và cách nghĩ cho nhau của họ khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Anh cho biết, cột mốc kỷ niệm 4 năm yêu nhau cũng là thời gian anh dự kiến tổ chức đám cưới và xác định ngày về chung một nhà sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2019 nhưng bị hoãn lại. Đến tháng 4 năm 2021, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới tại quê nhà và tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, trước khi về chung một nhà, cặp đôi đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc sống hôn nhân những thứ thiết yếu như nhà, xe. Trong đó, chỉ riêng chiếc xe mà Khánh Vy đang dùng để di chuyển hàng ngày đã lên đến con số 2 tỷ đồng và đây cũng là món quà do chính Phan Mạnh Quỳnh dành tặng. Ngoài ra, bà xã của Phan Mạnh Quỳnh còn đang sở hữu một căn hộ hoành tráng mua vào dịp sinh nhật năm 25 tuổi và hàng loạt những món đồ hiệu đắt giá. Sau tất cả, cặp đôi thừa nhận trong quá trình từ yêu đến cưới có không ít lần cãi vã giận hờn, nhưng cuối cùng họ nhận ra mình không thể sống thiếu nhau. Hiện tại, nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh và hot girl Khánh Vy là một trong những cặp đôi V-Biz nhận được sự yêu thích rất lớn.
Còn bạn có ấn tượng gì về cặp đôi này không? Cùng chia sẻ nhé!